Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng bày tỏ ủng hộ từ bỏ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa COVID-19. Chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu đàm phán với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO để tìm giải pháp về vấn đề này. Liên minh châu Âu EU cũng thay đổi quan điểm phản đối việc từ bỏ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine ngừa COVID-19. Trước đó, vào tháng 10 năm 2020, Ấn Độ và Nam Phi đã kêu gọi Tổ chức Thương mại Thế giới WTO tạm miễn áp dụng bản quyền đối với vaccine ngừa COVID-19, để bất kỳ quốc gia nào cũng có thể sản xuất vaccine mà không cần lo lắng về bằng sáng chế. Từ bỏ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa COVID-19 đang là vấn đề thời sự mà thế giới đặc biệt quan tâm bởi tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine giữa các nước. Những con số thống kê cho thấy, dù chỉ chiếm 16% dân số thế giới, nhưng các quốc gia có thu nhập cao lại sở hữu hơn một nửa số đơn đặt hàng vaccine đã được xác nhận, tương đương khoảng 4,6 tỷ liều, đủ để tiêm chủng cho dân số của họ nhiều lần. Trong khi đó, với số dân gấp đôi các nước giàu, nhưng các nước nghèo nhất mới có được nửa số đơn đặt hàng vaccine được xác nhận. Các nước giàu bị cáo buộc tích trữ vaccine, trong khi các nước nghèo đang vật lộn trong việc triển khai chương trình tiêm chủng. Kết quả là số ca nhiễm COVID-19 vẫn đang tăng mạnh tại các nước đang phát triển, trong khi châu Âu và Mỹ đang dần nới lỏng các biện pháp giới hạn. Ấn Độ, một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong do dịch COVID-19 tăng cao kỷ lục. Vì phải bỏ ra hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư nghiên cứu và phát triển vaccine ngừa COVID-19, nên các hãng dược phẩm lớn trên thế giới, chủ yếu là từ các nước giàu, đều không muốn từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa COVID-19. Họ lo ngại việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ sẽ là một hành động chưa từng có tiền lệ, và nó sẽ khiến các hãng dược phẩm không còn động lực tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu trong tương lai. Với Việt Nam, nếu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa COVID-19 được tháo bỏ, Việt Nam sẽ có cơ hội lớn, bởi chúng ta là một trong số ít các quốc gia trên thế giới có đủ năng lực về công nghệ, kỹ thuật, con người và nguyên liệu bào chế trong sản xuất vaccine, được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận. Đối với một số loại thuốc thông thường, việc bãi bỏ bản quyền có thể giúp các nước dễ dàng sản xuất, nhưng bào chế vaccine lại đòi hỏi một quy trình, công nghệ, năng lực sản xuất đặc biệt mà không phải quốc gia nào cũng có thể đáp ứng. Chẳng hạn như vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer Mỹ cần tới 280 nguyên liệu khác nhau, và những thành phần này do 19 quốc gia trên thế giới cung cấp. Cũng không phải nước nào cũng đủ khả năng và nguồn nhân lực sản xuất vaccine ngừa COVID-19 dựa trên công nghệ mRNA còn khá mới, vốn hầu như không tồn tại trước đại dịch bùng phát. Nhưng Việt Nam là một trong rất ít các quốc gia trên thế giới có hệ thống nghiên cứu đủ năng lực về công nghệ, kỹ thuật sản xuất, nhân lực và nguyên liệu bào chế trong sản xuất vaccine. Ngay từ năm 2015, Việt Nam đã được WHO chính thức công nhận có hệ thống quản lý chất lượng vaccine được trang bị đầy đủ. Điều đó đồng nghĩa với việc vaccine được sản xuất tại Việt Nam bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất, an toàn và hiệu quả. Trên thực tế, chưa đầy một năm, nỗ lực sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả. Hiện nay, chúng ta có 3 loại vaccine đang trong quá trình thử nghiệm là Nanocovax của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen, Covivac của Viện Vaccine và Sinh phẩm Nha Trang và Vabiotech của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Vaccine và Sinh phẩm số 1 Bộ Y tế. Còn trong trường hợp được chuyển giao công nghệ, họ được chuyển quyền sở hữu trí tuệ về sản xuất vaccine COVID-19 theo kế hoạch mà nhiều nước trên thế giới đang đề nghị, Việt Nam hoàn toàn có khả năng sản xuất vaccine ngừa COVID-19, từ đó mở cơ hội lớn trong chủ động nguồn vaccine cho người dân và chia sẻ với nhiều quốc gia khác.